All we need and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? Nên mình tự xanh dòng ba một loại Baron hơn hẳn cho mình, đó là tận con số 18k tiền. Em không nghĩ rằng các thành viên bên đội xanh có thể chịu đựng được tầm khoảng 4 phút tới. Anh nghĩ là khó. Cái kèo này là nó kết thúc rồi, anh vẫn đang thắc mắc là cái trận đánh giữa team 1 và team 2 nó như thế nào thôi, để chúng ta đến với trận chung kết thôi. Bởi vì trận này thu gần 20k tiền là các bạn, cái bài toán này các bạn không thể nào mà gỡ được cả. Giống như một bạn vận động viên của anh đã từng nói, đó là cái bài toán này là đẳng cấp thế giới chứ không phải là đẳng cấp của thành phố hay là của tỉnh nữa. Vâng, và họ tràn vào. Không thành viên nào bên phía đội xanh dám đi ra, và họ có cho mình đó là một nạn nan trên đường top. Nhà lính đã có, bây giờ họ hướng tới cho mình cái trụ. Họ đánh ở bên nhà đối phương giống như đánh nam của mình, lao vào gây tắc thương, đi ra, đi vào. Không gặp cản trở gì bên phía đội xanh. Sự là khó ở thời hiện tại. Và bây giờ thì mặc dù có bùa lợi từ Baron, nhưng mà cái thành viên từ phía của đội tím họ đang đánh với một cái chiến thuật cảm thấy nó khá là quen thuộc giữa Fnatic đánh với FKT đánh với lại Bangkok Titan. Tức là họ đánh rất là chắc kèo, họ toàn lấy những cái địa điểm mà họ cần có trước, nào là trụ, nào là rồng. Rồi Baron bây giờ đang có giao tranh ở đây, hất tung được hai người, nhưng người nằm xuống vẫn là vị trí của cơ. Có mo thì anh ta vẫn còn sống, mà anh ta vẫn thoải mái để được xả đạn, và anh ta hạ gục luôn cả người chơi hỗ trợ từ phía của đội xanh. Và anh ta có được cho mình cái double kill giúp cho anh ta gia tăng cái lượng mạng của mình lên tới con số 627. Đó là những gì mà anh ta đã có được.
Bất tử hiểm hiện tại thì Rang Say vẫn là bất tử trong 3 vừa rồi. Và các thành viên bên phía đội xanh họ đang chịu đựng nỗi đau dai dẳng. Họ tấn công cho mình, đó là cái trụ nhà lính thứ 2 ở vị trí đường mid. Và bây giờ đang nhìn thấy khó cho mình, đó là một cái trụ có là cái nhà lính. Bây giờ rất khó có thể hạ gục được chiếc iPhone cũng như là người chơi Rang Say. Có chăng thì hạ gục được người chơi duy nhất đó là TS. Em nghĩ chắc chắn TS sẽ một lý để giúp các thành viên bên phía đội xanh họ hạ gục được. Thực sự là khó như chọn mục tiêu đó là thứ của Không Ma cũng như Rang Say ở thời điểm hiện tại. 1-0-9 20 trong tổng số 27 mạng mà các thành viên đội tím họ có được. Và đó là một con số nó cực kỳ ấn tượng dành cho người chơi đi rừng về phía của đội tím. Ở đây thì có một pha chơi hơi dại dành cho vị trí Ugen Blank khi chúng ta lao thẳng vào giữa ba thành viên về phía của đội xanh. Nhưng không sao cả, cái chết của anh ta nó cũng thực ra nó cũng đáng giá, bởi vì đồng đội của anh ta ở khu đường dưới này cũng đã đủ thời gian và đã có được cho mình cái nhà lính ở cái khu đường dưới này bắt cho cái thành viên từ về phía của đội tím. Thêm vào đó nữa là họ đang vẫn còn có cho mình đó là bùa lợi từ Baron. À không, bây giờ thì nó vừa hết rồi. Nhưng ba đường đẩy vào thì anh nghĩ rằng bây giờ với lượng trang bị như thế này thì đội xanh họ chỉ có nước là FF mà thôi. Chắc chắn luôn. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy Ravana ra bay sự sóc lửa cây máu đến từ vị trí chiều còi và chiều còi lên bảng điểm số. Người hạ gục đồ đại iPhone 5 ngay sau đó thì vị trí của Joker chọn mục tiêu là TF. TF chưa lên bảng điểm số thì người chơi Joker đã lên bảng. Một tay lưới hệ xoáy cùng với đó là một pha drop của kia đến từ Mèo Moon. Chấm dứt nên hy vọng đến từ các thành viên bên phía đội xanh. Thực ra đây là một cơn đau đẻ kéo dài. Các thành viên bên phía đội xanh họ cần cho mình đó là một pha FF sớm. Thực sự là khó của hiện tại. Và chính xác là trận đánh của chúng ta nó cũng đã kéo dài được lên tới con số 29 phút. Mới đầu tôi nghĩ rằng các thành viên từ phía của đội xanh họ sẽ có cơ hội để lật kèo, nhưng mà khi nhìn thấy số tiền nó vượt qua con số 15k tiền là anh nghĩ là trận đánh này sẽ kết thúc sớm thôi. Và không biết là trận của Ngọc là sao rồi ta? Vâng, em đây rồi, cho em xin Q1 với. À, anh tưởng anh đang theo dõi mà. À, lùm ơi lùm, em chụp lại tên của 5 thành viên giùm anh nhé. Mục tiêu là TFTF, chưa lên bảng điểm số thì người chơi Joker đã lên bảng. Một tay lưới hệ xoáy cùng với đó là okay, lên tới con số 29 phút. Mới đầu đối với Ngọc, anh nghĩ rằng anh tưởng anh theo dõi hả? Ok, như là Ngọc cũng đang theo dõi trận đó không? Đây sẽ là trận đánh thứ hai, tức là chúng ta đang có một bạn nữa ở vòng 1. Lùng ơi, em cho anh mượn lời Quy đi, em xuống xuống anh mượn lời Quy để cho bạn Julie lên bình luận chung với anh nốt nè. Vâng. À, anh đây. Rồi ok Ngọc, em bỏ lại đi Ngọc. Sorry Julie. Không sao đâu anh ạ. Anh cứ để ý rằng với lựa chọn đầu tiên là Rang Say và cùng với con bài TF đang khá mạnh ở tem 3. Đó chính xác là tem 3, em không nhớ không nhận là tem 3, tem 4. Tem 4, chính xác là tem 4 vì độ họ là bên phía đội tím. Thế với việc tem 4 đang theo dõi hả? Hiện nội diện con bài đó là TF với Rang Say. Chắc chắn ở tem 1 và tem 2 họ thắng, họ sẽ phải cấm đi con bài vì đây là hai con bài họ tạo ra một cái sức mạnh cực kỳ lớn ở giai đoạn giữa game. Chính thì hiện tại nó vẫn đang là hai cái kèo mà nó nếu không bị cấm nó sẽ được chọn, ngay cả trong những cái giải đấu lớn mặc dù Elite bây giờ tem 1 tem 2 cái thì đứng đi rồi có thể nói là cực kỳ hot, nhưng nếu như Elite bị cấm đi rồi hoặc đã bị chọn đi rồi thì chỉ còn lại Rang Say hoặc Rang Say thôi, vẫn là hai cái vị tướng nó khá quen thuộc. Bởi vì và đó là nếu chúng ta phải so sánh về bộ kỹ năng thì chỉ có Rang Say mới có khả năng đương đầu với bộ Elite đã quá khỏe ở cái meta này rồi. Chính xác luôn. Và em nghĩ rằng anh chàng Ngọc này hình như anh ta đang mua te và anh cần tích chat đi, chứ anh chàng Ngọc này chắc chắn là mua te rồi, em đảm bảo với anh luôn. Anh BM là hai con bài, em đây là hai con bài trong những cái giải đấu lớn của Elite bây giờ. Đó là nếu chúng ta phải so sánh về bộ trận đấu của tem 2 và tem 1 lâu lâu một chút và chúng ta sẽ có những trận hai chiều chứ không phải như